Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel và mình là Đen Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn nhau về một chiếc điện thoại, cũng có thể nói là một siêu phẩm sắp được ra mắt của Samsung. Và đó chính là chiếc điện thoại nào? Các bạn hãy xem tiếp video clip này cùng tụi mình nhé. Chiếc điện thoại mà Đăng Anh muốn đề cập trong video clip ngày hôm nay đó chính là sản phẩm A8s của Samsung Galaxy. Và các bạn biết không, đây là một chiếc điện thoại có thể nói là đầu quân của Samsung rất muốn đem nó để đánh bại lại những sản phẩm smartphone tầm trung giá rẻ của Trung Quốc. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, với những cái tin đồn gần đây á, thì Samsung A8s sắp sửa sẽ được có một cái mức giá rất là tốt, rất là rẻ. Và hơn nữa thì Samsung còn leak ra ngoài những cái thông tin, ví dụ như là sẽ sử dụng những cái sản phẩm, những cái linh kiện được sản xuất ngay chính tại Trung Quốc luôn. Và với A8s thì các bạn có biết là tại sao đây có thể nói là một siêu phẩm sắp tới của Samsung không? Khi mà nhắc đến siêu phẩm, người ta sẽ nghĩ đến ngay đến những chiếc flagship đúng không nào? Tuy nhiên thì không đâu, với chiếc A8s này, Samsung đang có ý định muốn hướng đến phân khúc của những người tiêu dùng tầm trung giá rẻ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là cái sản phẩm mà Samsung đã leak ra ngoài những cái tin đồn như là họ sẽ sử dụng những cái linh kiện được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc, chứ không còn sử dụng những cái sản phẩm trước giờ mà Samsung tự sản xuất nữa. Và những cái sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc như thế này thì tất nhiên sẽ có một cái giá tốt hơn và tiếp cận nhiều hơn với những người tiêu dùng không có quá nhiều kinh phí. Và một trong những tin đồn khá thú vị về linh kiện lần này của chiếc A8s đó chính là họ sẽ sử dụng màn hình LCD thay vì sử dụng những màn hình Super AMOLED đắt tiền trước đây của Samsung. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau dự đoán những điểm mạnh của chiếc điện thoại A8s này mà nó có thể đánh bại được những chiếc smartphone giá rẻ tầm trung Trung Quốc trong cùng phân khúc nha. Đầu tiên là A8s của chúng ta, theo như tin đồn thì nó sẽ được sử dụng những linh kiện sản xuất tại Trung Quốc. Chẳng hạn như nếu bạn có làm rơi, vỡ hay bể hay là làm hỏng hóc thì những cái linh kiện này sẽ rất là dễ được tìm và lắp đặt lại hay là được thay thế. Vì thế đây sẽ là một điểm cộng đầu tiên cho sản phẩm giá rẻ này của Samsung. Và một lý do nữa cũng hết sức là đơn giản, bởi vì đây là một chiếc điện thoại của Samsung. Và Samsung thì là một ông lớn, cho nên nếu như chiếc điện thoại này được ra mắt và bán ở phân khúc giá rẻ thì nó sẽ đánh bại lại hết những cái sản phẩm kia bởi vì cái thương hiệu của nó. Và hơn nữa, như từ trước đến giờ thì những cái sản phẩm hay là di động của Samsung đều mang lại độ hoàn thiện rất là cao. Và nếu như đây là một chiếc smartphone của Samsung thì bạn hoàn toàn có thể hưởng lợi từ nó, từ những cái dịch vụ như là Samsung Gift quà tặng. Và một lý do nữa cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là bởi vì A8s của chúng ta sẽ rất có khả năng mang một cái công nghệ và một cái thiết kế mới nhất lên trên cái sản phẩm này của mình. Đó chính là màn hình Infinity O Nose Ruồi Display. Và với cái công nghệ màn hình mới toanh như thế này mà lại còn được ấn định trong một sản phẩm rẻ nữa thì mình tin chắc đây sẽ là át chủ bài trong năm 2019 của Samsung đó. Và kết lại, theo những thông tin mà Đăng Anh vừa mới tổng hợp cho các bạn, với chiếc điện thoại Samsung A8s thì bạn có cảm thấy hào hứng và rất là muốn đón chờ nó về đội của mình hay không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Và tạm biệt các bạn, nhưng cũng hãy xem đến cuối video clip vì sau đây Đăng Anh sẽ cung cấp cho các bạn thêm một vài thông tin nữa, nhưng mà cũng là tin đồn về những thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc điện thoại A8s này. A8s sẽ được cho là có sức mạnh đến từ Snapdragon 710 với 6GB và 128GB, kích cỡ màn hình là 6.39 inch, dùng công nghệ LCD sản xuất tại Trung Quốc, BOE Display thay vì Samsung Display. Tiếp theo thì nó sẽ có 3 camera sau với độ phân giải lần lượt là 25, 10 và 5 megapixel. Tiếp theo thì camera trước sẽ là 24 megapixel và dung lượng pin là 3400 mAh. Phải nói đây là một cái thông số cực kỳ khủng cho một chiếc điện thoại tầm trung giá rẻ đúng không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye!